tiên thì cho nhóm Đồng Công Đắk Lắk gửi lời chào thăm đến quý vị mục sư tại cơ truyền đạo cùng tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tiệc mừng vu quy cho cô dâu và chú rể buổi trưa ngày hôm nay. Và những điều ấm áp và tuyệt vời nhất đã được xảy ra trên sân khấu này, và đặc biệt Y Tư là thành viên của nhóm Đồng Công lâu năm nhất ở lại với nhóm để hầu việc Chúa trong công việc Chúa đã giao. Và bây giờ nhóm Đồng Công cùng chung vui niềm vui với gia đình mới một bài hát Cái Chúng Con Là Một. Vì chúng ta biết rằng chúng ta có mặt tại nơi đây đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kính chúc cho cô dâu và chú rể không chỉ là trăm năm hạnh phúc mà sẽ luôn luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời Jesus Christ. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.